cách giảm phù chân hiệu quả cho mẹ bầu. Chân bị phù khi mang thai là hiện tượng khá phổ biến trong thai kỳ. Hầu hết trường hợp này chỉ là dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang dần thích nghi với sự phát triển của thai nhi trong bụng. Nhưng phù chân khi mang thai lại khiến mẹ bầu cảm thấy khó chịu, khó khăn trong việc đi đứng. Hãy cùng tham khảo một vài cách giảm phù chân khi mang thai hiệu quả giúp bạn khắc phục vấn đề này. 1. Hạn chế tiêu thụ thực phẩm giàu natri. Một cách dễ dàng để giảm tình trạng chân sưng phù khi bầu bí là cắt giảm lượng natri, cụ thể là muối trong chế độ ăn. Bởi lẽ, việc ăn mặn quá mức sẽ làm cơ thể tích nước nhiều, khiến tình trạng sưng phù chân diễn biến xấu hơn. Ngoài ra, giảm sử dụng muối khi nấu nướng, mẹ nên chú ý tránh xa các thực phẩm đóng hộp vì những thực phẩm này chứa nhiều natri. Thay vào đó, bạn có thể thêm hương vị cho món ăn bằng các loại thảo mộc thông dụng như hương thảo, húng tây hoặc kinh giới. 2. Tăng lượng kali. Ở những bà bầu bị phù chân, thường hay có hiện tượng thiếu kali và thừa natri. Vì thế, đảm bảo cân đối lượng dịch lỏng cho cơ thể, mẹ bầu nên bổ sung thêm kali. Bên cạnh việc dùng một số loại viên uống vitamin trong thai kỳ, bạn có thể nạp thêm kali thông qua chế độ ăn hàng ngày. Theo đó, thuốc lấy thực phẩm chứa hàm lượng kali cao tự nhiên bao gồm khoai tây và khoai lang, đặc biệt là lớp vỏ khoai, chuối, cải bó xôi, các loại đậu, nước ép trái cây, rau củ như mận, lựu, cam, cà rốt, sữa chua, cá hồi. 3. Nằm nghiêng khi ngủ và kê cao chân. Những lúc ngủ hoặc chợp mắt vào giấc trưa, mẹ bầu nên nằm nghiêng sang trái. Tư thế này giúp cải thiện tuần hoàn máu, làm giảm sưng phù chân hiệu quả. Lý do vì việc nằm nghiêng một bên như vậy sẽ giảm áp lực tử cung lên tĩnh mạch chủ dưới. Tĩnh mạch này có chức năng bơm máu từ các chi dưới về tim. Thêm vào đó, khi nghỉ ngơi, bạn có thể dùng gối kê cao chân hơn vị trí của tim. Hành động này được cho là góp phần giảm tình trạng sưng phù. Ngoài cách này, bạn có thể nằm ngửa và nâng gác chân lên tường trong nhà vài phút, thực hiện động tác như vậy khoảng vài lần trong ngày. 4. Giảm lượng caffeine. Một cách giảm phù chân khi mang thai khác là mẹ bầu nên hạn chế các loại đồ uống có caffeine. Về bản chất, caffeine có tác dụng như một chất lợi tiểu nhẹ, làm thúc đẩy quá trình bài tiết nước tiểu nhiều hơn trong ngày. Điều này khiến cơ thể có xu hướng giữ lại các chất lỏng để tự cân bằng, nên không tránh khỏi tình trạng phù nề ở chân có thể xảy ra. Để hạn chế tác động bất lợi này, các mẹ bầu có thể thay thế cà phê bằng sữa tươi hoặc trà thảo mộc vào các bữa xế để bổ sung thêm năng lượng. 5. Đi bộ. Trong suốt thời gian mang thai, bạn nên dành thời gian ít nhất từ 5 đến 10 phút mỗi ngày để đi bộ. Điều này sẽ cải thiện sức khỏe tốt cho quá trình lưu thông máu và hỗ trợ giảm sưng phù chân hiệu quả. Trên đây là những biện pháp giúp giảm hiện tượng phù chân khi mang thai. Nếu thử áp dụng nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm, bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra ngay. Hy vọng rằng bạn sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh để sẵn sàng chào đón niềm vui được làm mẹ trong tương lai.